Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, công việc cuối năm bận rộn, thời tiết hanh khô là nguyên nhân khiến cho làn da dễ nổi mụn, xỉn màu. Tết Nguyên đán đang cận kề, hãy trang bị ngay những bí kíp chăm sóc dưới đây để bạn có vẻ ngoài dạng dỡ đón Tết. Thông tin có tại trang sức khỏe và đời sống và trang tin tức 24 giờ. Điều chỉnh cách nấu nướng, các món ăn được chế biến theo cách nướng, chiên rán lại không hề có lợi cho làn da mụn, bởi khi nằm nhiều các thực phẩm dầu mỡ sẽ kích thích dầu tăng tiết khiến da mặt bóng nhờn và gây mụn. Để cải thiện tình trạng mụn đón Tết, bạn nên điều chỉnh lại cách nấu nướng hàng ngày. Các cách chế biến như nướng, chiên rán cần được hạn chế. Thay vào đó, bạn có thể chế biến bằng cách trộn salad, nấu, hấp hay luộc đồ ăn. Làm sạch khăn mặt, chăn gối đúng cách Khăn mặt là vật dụng tiếp xúc với da mặt mỗi ngày. Loại đồ dùng ẩm ướt này nếu không được vệ sinh đúng cách sẽ là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn nấm sinh sống. <laughs> Lau mặt bằng những chiếc khăn không sạch sẽ khiến tình trạng mụn dễ gia tăng và bị viêm nhiễm. Thay vì để chúng ở những nơi ẩm ướt, bạn nên giặt sạch khăn với nước nóng và phơi ở những nơi khô thoáng. Chăn gối là vật dụng tiếp xúc với da trong thời gian dài. Hơn nữa, loại đồ dùng này cũng dễ bám bụi và mồ hôi tiết ra từ cơ thể. Để da mặt tiếp xúc với những chiếc chăn gối bẩn, sẽ khiến mụn có cơ hội phát triển. Do đó bạn hãy vệ sinh chúng thường xuyên và phơi khô trước khi dùng lại. Hãy chuẩn bị một vài bộ chăn gối dự phòng, đặc biệt là trong những ngày trời nồm khiến chúng nhanh bẩn. Chế độ ăn các loại rau xanh hay trái cây ít đường chứa hàm lượng chất xơ, vitamin A, C, E cao rất có lợi cho làn da. Chúng cũng chứa nhiều nước, chất chống oxy hóa và các hoạt chất giúp để tốc da hiệu quả. Thường xuyên bổ sung những thực phẩm này sẽ giúp làn da thải độc và cải thiện tình trạng mụn tốt hơn. Để cải thiện làn da thêm mịn màng, hồng hào và ngăn ngừa nguy cơ hình thành mụn, bạn nên chủ động bổ sung thường xuyên các loại thực phẩm giàu dưỡng chất thiết yếu cho làn da như các loại thực phẩm giàu vitamin A, gan động vật, dầu cá, các loại rau quả màu xanh vàng. Các loại thực phẩm giàu vitamin C, E, trái cây có múi, rau xanh, bơ, các loại hạt, đu đủ, cà chua. Các loại thực phẩm giàu kẽm, lòng đỏ trứng, cá, nấm, đậu nành các loại thực phẩm dầu axit béo omega 3, óc chó, các loại cá. Hạn chế sử dụng mỹ phẩm Khi da đang có mụn, nếu bạn cố tình sử dụng mỹ phẩm tiếp sẽ chỉ càng làm tình trạng mụn thêm tồi tệ. Lúc này bạn nên ưu tiên các sản phẩm dưỡng da có chiết xuất từ thiên nhiên để tránh làm bít tắc lỗ chân lông. Bên cạnh đó, hãy chú ý đeo khẩu trang khi ra đường để ngăn ngừa bụi bẩn, vi khuẩn bám trên da. Ngoài ra, nên che chắn mặt khi ra đường thói quen đơn giản này sẽ rất hữu ích trong việc ngăn ngừa mụn đón tết hiệu quả bởi bụi bẩn từ ngoài không khí nếu xâm nhập vào da sẽ khiến lỗ chân lông bị bít tắc và gây mụn đặc biệt với những nốt mụn đang có dấu hiệu viêm vết thương hở cần chú ý che chắn kỹ càng trước khi ra ngoài bạn hãy trang bị kính khẩu trang và mũ để ngăn ngừa bụi bẩn tốt nhất tập luyện đều đặn tránh căng thẳng. Việc vận động thường xuyên sẽ giúp bạn bài tiết nhiều độc tố trong cơ thể, từ đó cải thiện quá trình lưu thông máu để đưa oxy và các chất dinh dưỡng đến da. Nhờ đó, làn da của bạn sẽ được nuôi dưỡng và chăm sóc hiệu quả hơn. Ngoài việc tập luyện, bạn cũng nên chú ý giữ cho tâm trạng luôn thoải mái, hạn chế căng thẳng kéo dài để ngăn ngừa sự rối loạn nội tiết tố, mồ hôi và lượng dầu nhờn tiết ra nhiều. Ngủ đủ giấc. Việc thức quá khuya sẽ làm cho gan cũng như hệ bài tiết làm việc kém hiệu quả. Từ đó khiến chất cặn bã không được đẩy hết ra ngoài mà tích tụ lại trong ruột, đi vào máu và làm hại tế bào da. Lúc này, không chỉ làm da nổi mụn mà bạn còn phải đối mặt với tình trạng da xỉn màu, thiếu sức sống. Do vậy, hãy chủ động đi ngủ đúng giờ hàng ngày, tối đa từ 7 tới 8 tiếng mỗi đêm để phục hồi lại năng lượng và cải thiện làn da khỏe mạnh hơn một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau